Chào mừng các bạn đã đến với kênh Con Ba Bỉnh. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn món gà quay mật ong nhé. Cùng mình đi ướp gà nha các bạn. Đây gọi là điệu hương, mà hiểu nôm na là muối của vị. Ba tàu gọi là điệu hương. Cốt điệu hương để ướp cho gà vị. Wow. Lắc cho nó gà nó sốt nó bám đều trong phần gà nó bắt. Xả cho xong bông đi. Bông xả nó sẽ nằm dưới đáy cái con gà này, khi mình quay với nhiệt độ nóng lên nó nóng hơn và nó sẽ làm cho ra tinh dầu xả. Đây mình lấy cho anh một gấm trắng cùng cỏ với lại một chai mật ong này, dưới này, dưới này, dưới này, dưới này, dưới này. Chỉ làm nước sốt gà, nước sốt vịt qua. Mãi gà này gà mãi gà là một xiên da đi qua nổi. Giờ chúng ta sẽ làm nước sốt gà nha các bạn. Sau khi sốt gà xong, chúng ta sẽ bảo quản trong tủ lạnh qua một đêm nha. Trước khi quay gà, chúng ta sẽ đem ra phơi trước quạt trong vòng 2 tiếng đồng hồ nha.
Trong lúc đợi gà quay, chúng ta sẽ đi làm sốt mật ong để chấm gà. Tỏi với chi ạ? Tỏi với anh chị. Sốt mặn mật ong và bơm sữa bột này. Nãy bơm mình cho thêm thôi. Muối tiêu là bình thường rồi, muối tiêu là dân dã. Còn số này là con đàn gà đẳng cấp, những tiệc cưới đắt tiền. Con đắt kiểu máy chạm mà có vẻ cũng dễ đẳng cấp. Làm cho nó cầu kỳ xíu. Các bạn đang xem video trên kênh Con Ba Bỉnh. Hãy like, share và đăng ký kênh. Đừng quên nhấn chuông tất cả để nhận thông báo khi mình tải video mới nhất lên nhé. Số này là phải màu tối 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 giống như màu mật ong đó. Ra màu vàng cũng giống. Và đây là phần sốt hoàn chỉnh của mình. Gà quay xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xối dầu nhé. Thank you.
bạn đã xem hết video của mình.